Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Thank you.
xanh ngọn nước mà có mùa, về cả sông lúa sâu người ta xin như trường bầu. Bánh tổ cao dày.
cây có cành, tuy không được trường sinh mà vinh kế, cũng mở đường thế mà mai soi mà trăm năm một cuộc bề dâu. Thank you.
mấy may. Không thì cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng mà cũng hết khác đi rồi, còn biết là chi đâu. Ngọt bảo nhau vun trồng ngày hóa nhật kỳ công ơn chức tấm lòng đành lễ mà kính dân xin tái thể mấy cũng ca văn đi dãi bầy vây cũng ca văn nguyện xin chuyên tổ lâm hồ chi tổ hồ tiên luôn gốc từ đây ia tổ hồ tiên luôn gốc từ đây ia thân bài không biết pháp văn, thân bài không biết thầy quan lễ quế, thân bài không biết thành bậc đại quan là trong họ. Thông dung tiết lần này tiếp mã thông dung tam tòa tiên thánh công đồng mau ra đà dương tiên tiên cung thỉnh mọi mẫu đệ nhất ni tiên tiên thằng phóng chia thang y sẽ là một ngưỡng về thôn quê đất hùng dày vượt các đi thôn quê nghĩ thiên bản đi học nhà đề cẩm chân ra hội cùng đi 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 tiên tuyệt bằng mây một kỳ đi tiên muốn giữ hiện thành khi xong đền thì xong sơn đi chốn đôi ngang cùng nơi phố các riêng một vòng gió mát đi chẳng thành phương làm mô nhang phân cung dạng đồ đà ta tất cả mô hương nguyện cung dạng đồ đà ta sẽ là thanh ra mùi cung thanh mâu đệ tam xích lần lòng lỡ xanh nghe bóng huyền đi hắt đi nắng sớm mưa chiều thật thơ nắng sớm đi mưa chiều tiếng chim khắc khoải như kêu bạch sông A Di Đà Phật A Di Đà Phật trên ngang dưới ngang thỉnh ngang giải pháp quán thế âm nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới là thay ra hồi cung có lệnh truyền ra đức ông trần triều có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư dân gió phạm nam thành cung vinh gió phạm nam thành nghề đánh đông dẹp bắc nghề tung hoành bỏ đừng người
quân kéo đi đường đường chúng ma chúc nhảy cỡ cửa đời nào nghiêm chỉnh trước sau ấy thank you.
quân
đàn xiên và thích tặng cung giáp kim phục quang ngân tần thánh đế tiên sùng cung ý à. Lòng tài Chúa mới ban dài
sầu cây phổ quanh nghi câu lon ca buồn. Có thuộc tin lãng ngát thương vinh bao ổn lệ sớt trang hay sao mì lọt chiêm trăm hoa dâng trước công đồng. Thank you.
thì nổi lên cơn mưa gió tương thì sông vang đi tam mi coi mây che cao ngất trời. Đây này, đây này.
dĩ chính tôn chí đại vô xuống vô thanh hỗn nhất thiên hạo hào tôi tiến hành bất tức vào vạn tượng huy huy đẳng đương tống vận vô cùng tử lịch nhã thần vẫn tham cao ngự viên những vị Việt Nam quốc thành phố Ba Đình quận độ cấn cường ngõ 190 từ ngách 45 đá số 19 CIU công đồng bác lệ linh tử sứ tu thượng phục Phật thánh hiến cũng hạ thiên chuyến lễ tạ tam liên kỳ an các tấu điển quan thủy phật tiên kinh từng người từng tu trần triều tiến cống sơn trang cung linh loan đã luyện cầu bản vận sang cường gia lỗi bình an công danh thành quả tăng viên cường thọ sự tinh thần mộc ân thanh đồng bùi thành trung tức ca trần trung anh hiệu đạo lúc ti vung ba làng cộng từ đại tấu kỳ đệ tử thanh đồng nguyễn thu an bản mận sinh ngư canh ngõ liên hành canh những thập thất với hợp đồng bản mật tiếp nhận những can cha bảo giám tam tâm ngôn liệt thần đẳng thao sinh bạch nước lãm của canh đồng số phía địa vụ tiến cung mệnh bảo canh ưa tử phú là địa thứ nhất niệm tưởng vẫn lạc tán quay kia tư nhân đường tiết kia kia cùng hành trình lễ võ kỳ vì mà nguyệt tác nhật thủ thiết thương hoa kỳ ngân cậy nhà cũng phụ trần cũng ý sơ văn kiển thân thương tấu cùng vì thiên cũng chính tôn kim thiết ngọc hoàng nguyện cùng cao thượng đế kim thiết hạ thánh mẫu nhất kiểu cùng tiến thành quân tống chúa cung hòa thành cung hạ liên sử liệt kỳ hoàng thái tử vương quan chu vũ công sai cai đồng chủ mệnh công chúa thánh tiền chúng tiên sứ giả chuyển tạ tạo quan nhất thiết thánh chúng tiền địa phủ chí tôn bắc âm tông đô đà nguyên tiên đại đế ngọc điện hà địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa dùng lân hạnh công chúa sắc phong chế thắng hòa việc đại vương cũng quyết hạ điện kỳ hoàng thái tử công quan công sai cai đồng thủ mệnh công chúa thánh tiền ma sứ giả chuyển bã tào quan nhất thiết thánh chúng bị tiền cũng vì thủy thủy tôn phủ tang cam đông đại đế ngọc động hà thủy thiên đệ tam sức lân lòng nữ bạch ngọc thủy tinh công chúa tình quyết hạ liệt minh hoàng thái tử vương quan chưa bị công sai cai đồng thủ mệnh công chúa thánh tiền công hành sứ giả trưởng bã tào quan nhất thiết thánh chúng bị tiền cũng vì nhạc của chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc bệ hạ nhạc nhân thánh lê mại đại vương trưởng sơn lâm công chúa lâm ca hạ quan kim những cầm sai cai đồng thủ vận công chúa thánh tiền phủ trương cảnh thủ địa lấy nhà quan nhất thiết thánh chúng bị ca tiền bị ca tiền phục vọng các giá hội đồng chưa tôn giám chắc tổng cùng giám ngự chúa trị quang lâm tá cẩn tá khẩu thanh truyền hội đồng chuẩn lạc chỉ đệ sử kim nhật thừa hữu tưởng vạn chuyển
phong vân nhi tâm tính viên minh trường hải hợp cắt thành đồng khai nhãn nhi tông truyền bạn nhân nhất tân kiến tháp vạn mùi thừa nhan các mộc thánh tư bất thắng thiết thiết bình văn chính trí cảnh sớ thiên vận bình thân liền vương nhật cặp tất nhật thần đệ tử pháp sinh hòa đàm thượng tớ dành dành phi cho đôi chữ trường sinh nhẹ đôi chữ trường sinh phi cho đôi nữ trường sinh nhà phú quý mọi đường hành thông chứng rằng thánh giác tiêu ân chốn riêng tôi
ngọc hoàng không xong là chốt thủy cung. Truyền văn các con ơi về, truyền văn các con ơi, văn hiểu võ nương ban đóng đàn quân thủ quân bộ đôi hà. Sứ điệp kim ngân dâng lên, sứ điệp kim ngân trình quan tam phủ chép biên dành dành phi cho đúng chữ trường sinh. Chú trường sinh phê cho đôi chú trường sinh, cửa nhà phú quý vang lên thọ trường phê cho số mệnh đôi đường. Vội núi
sông. Trải giang ghế lên ngàn quan xuống biển, lạnh giang cờ quý biển xanh lam. Đến thờ quan tam tía kiều vàng, nóng môn hồ bá thành bàn ấy còn ghi. Liêu ly đồ bồn sông nước phép thì có ai đang qua lại xa sông tháo sông cả kéo quân về đóng ngã ba tranh sương ca đà ná đầm tây thương âm phố đọc đàn tranh quan chơi bời. Cổ kim ma lùng lạnh
khắp má mọi miền đã dậy thần cửa các cửa sông mà đâu đó phục thờ linh giang lại hạ nổi ngôi đèn thờ quán nợ tuần tranh nhà ý vạn đại cao xanh
quan lớn tuần trăng lắm liệt như thần vùng đào sát quỷ chóc ta y chủ tinh không bằng thầy cưới, thầy cưới à, ghế bốn phủ hả? Ha! Sông tranh ơi hỏi nước sông tranh trăng nước còn đi trần tung hoành lâm liệt tung hoành hoài giang sinh nghìn năm hưởng
lòng là xa. Dầu ai vẫn hạn chưa qua, kêu quan đề ngô bạch xà mày tan bay. Lúc cầm quyền người còn đang tra sổ, hãy quan về đổi sổ cho ai. Thiên bình văn võ toàn tài, quan quân lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Ra hồi cùng vui vẻ đèn dòng sớm hôm mai, châu đệ nhất vui vẻ trong đền rồng, châu chơi phổ chính lầu hồng vào xa. Thính ra hồi cùng tiên thay thương ngàn con dân văn, tiên chúa trên ngàn để đông cuồng tuần quan sang đèn hôm nay. Trên ngàn gió quân rung cây, sông khẽ con cá lặn chim ma bay. Tôi đêm canh khuya người từ lần là sao tàn. Ê à ơi à à ê à. Thôi sẵn đi ban nguyệt thì khoan khoan chiều cao chưa đứng gặp cạnh quan thấp mi lầu cao ơi à ý à. Vâng.
đi lên ngàn lên trên ngàn năm qua nhiều hoa cho bà đất nước vào ra sớm chiều dù mây là chiếu lương đều đi là sống đang thân cấp thank you.
đừng muốn khúc nâng đem mà giống núi núi hiệp kè đất ninh sỏi đá môn bầu sơn thủy thong dòng trăm thứ của hai về châu giấc mẫu hái rau bi củ đậu măng tươi cơm làm rau sắn củ mai ăn rau sắn củ mai khoai món đậu lạc sắn nồi rượu tâm có bà tri ân đồng đào mê tà hiếu áo xanh tràm yêu điệu mê vào giá gót tiền quê lặng hái trà
Sẽ ra